Tại Hà Nội, Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo thường kỳ về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết cán cân thương mại tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, xuất khẩu đối mặt với những thách thức chung của thị trường đối tác, nhu cầu thị trường trong nước tăng không cao, lạm phát có xu hướng tăng, cản trở sự phục hồi kinh tế. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, linh hoạt trong điều hành để hài hòa các mục tiêu trước mắt và lâu dài, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Về tình hình sản xuất công nghiệp, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Về xuất nhập khẩu hàng hóa, do kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, đã tiếp tục ảnh hưởng đến kinh mạch của Việt Nam. Vì vậy, tổng kinh mạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 207 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Đối với thị trường trong nước, các mặt hàng thiết yếu 4 tháng đầu năm 2023 đều không có biến động bất thường. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố như giá nguyên liệu trên thị trường thế giới, dịch bệnh, mùa vụ, nhưng cơ bản, cung cầu các mặt hàng được đảm bảo, giá có tăng giảm đan xen đối với từng nhóm hàng. Trong thời gian tới, Thứ trưởng cho biết sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính như tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước, nhưng cũng chú trọng phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước để làm trụ đỡ khi thị trường bên ngoài gặp khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiếp tục tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp lớn trên thế giới.